những hình ảnh chúng ta vừa xem đó là góc quay về trung tâm Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Tiến sẽ chào bán một cái căn góc hai mặt tiền phía trục đường Lê Thánh Tôn, giao cắt với lại trục đường Pasteur thuộc phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Căn này thì trước đây đang rao bán với cái giá là 70 tỷ. Hiện tại thì chủ nhà cũng đang cần tiền xử lý một số công việc, cho nên giảm nhanh về mức giá là 64 tỷ đồng. Video này là video dừng lại so với những cái video short tính đăng lên kênh và khách hàng quan tâm. Thì hôm nay thì Tiến sẽ làm lại một cái video dài mô tả thông tin chi tiết cho khách hàng, nhiều khách hàng biết hơn về cái căn này. Vị trí căn này là 81-85 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giá đang kêu bán tại thời điểm này là 64 tỷ đồng. Với diện tích đất công nhận là 58,3 m², trong đó mặt trước là 8 m và chiều dài là 9 m. Kết cấu là một trệt hai tầng lầu cộng sân thượng. Tổng diện tích sàn là 225,9 m². Hiện tại đang có hợp đồng cho thuê là 170 triệu đồng một tháng, còn lại 3,3 năm rưỡi. Pháp lý sổ hồng cá nhân và công đầy đủ. Giá đang chào bán tại thời điểm này là 64 tỷ. Nếu mà quý anh chị quan tâm, vui lòng liên hệ cho Tiến theo số phone 0983 383 509. Còn đây là góc quay ở mặt đất dưới vị trí mà bất động sản đang chào bán. Tiến sẽ quay góc quay trên cao cũng như là một góc quay ở dưới mặt đất cho các anh chị đa dạng hóa hơn về cái góc nhìn của mình. Đây là video mà biên tập lại so với video short vừa Tính đăng lên thì đã có khách hàng gọi, và Tính muốn là làm một cái video dài này để cho khách hàng có thể cảm nhận được, hiểu được căn này hơn và có tăng khả năng bán hàng cũng như là tìm kiếm ra nhiều khách hàng biết cái sản phẩm này nhiều hơn. Đây là ngay những góc mặt tư này là khách sạn Red và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý chị thấy đây là một cái vị trí là siêu vị trí quý chị ạ. Cái sản phẩm này thì Tính sẽ nói về cái thông tin chào bán thì Tính nói trong một hai phút đầu tiên rồi. Còn những cái phần còn lại thì Tính sẽ kể những cái câu chuyện quanh qua cái bất động sản này cũng như là xem về những cái hình ảnh mà xung quanh vị trí này cho các anh chị xem. Các anh chị thấy ở đây tay đi bộ rất là nhiều, tại vì cái căn nhà này là nó nằm gần cái phố đi bộ chỉ 50 m thôi, và từ cái căn nhà này lại chợ Bến Thành khoảng tập chừng 150 đến 200 m, rất là gần. Đây được xem là, còn đây là cái hướng nhìn ra Ủy ban Nhân dân thành phố, và đi thẳng con đường này ra là cái chỗ phố đi bộ quý anh chị ạ. Phía trước đó là phố đi bộ. Mình sẽ đi theo cái hướng là mình kể câu chuyện quanh xung quanh bất động sản, tại vì bán bất động sản thì mình nói chỉ trong 1-2 phút đầu tiên là đủ rồi. Đây là góc quay từ trên cao và quay về tòa nhà Bitico và sông Sài Gòn. Sài Gòn, đúng là Sài Gòn rất là đẹp các anh chị ạ. Sài Gòn rất là đẹp. Video này thì Tính sẽ nói về những cái con đường và những cái hình ảnh xung quanh vị trí bất động sản đang chào bán cho quý khán giả trên kênh xem. Tại vì video sắp tới Tính sẽ đi theo cái mô típ là làm video short nhiều hơn, và khách hàng nào quan tâm tới căn này thì Tính sẽ bonus thêm một video dài để cho khách hàng có thể mà có một cái góc nhìn nó rộng hơn và dễ hình dung hơn. Đây quý vị, đây là một vị siêu vị trí góc ngã tư trục đường Lê Thánh Tôn giao cắt với là trục đường Pasteur thuộc phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một được xem là siêu vị trí. Còn cái hướng này chúng ta chạy thẳng ra ngay chỗ chợ Bến Thành, từ đây đi ra chợ Bến Thành tầm chừng 150 m đến 200 m. Đây là chợ Bến Thành quý chị nha. Một vị trí của chúng ta là nó thể là được nói là siêu vị trí, sản phẩm khan hiếm, và khách hàng nào mà có thể sở hữu được cái căn này thực sự ra mà nói là rất là có giá trị. Tại vì sở hữu nhiều sản phẩm trên thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản nhiều không bằng sở hữu 1-2-3 sản phẩm nằm ở các tuyến đường chủ lực như là đường Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Lý Tự Trọng, là một trong những cái sản phẩm mà khách hàng mà chỉ cần đọc cái tên nhà anh chị ở đường Lê Thánh Tôn là đã nghe đến phải vài trăm tỷ rồi. Tiến xin thông báo lại là cái căn này đang chào bán với cái giá chốt là 64 tỷ. Và trong đó có một rất là nhiều điều kiện, một trong hai cái điều kiện thì nếu quý anh chị mà mua căn này thì phải kèm theo một cái điều kiện là cho thuê lại cái tầng vẫn tiếp tục hợp đồng thuê là 3,5 năm nữa cho nó hết hợp đồng thuê.
Cái thứ hai nữa là phải thanh toán nhanh, công chứng nhanh cho khách hàng của Tín. Giá đang chào bán từ mức 70 tỷ giảm về 64 tỷ. Và hiện tại thì đang có hợp đồng cho thuê là 170 triệu một tháng. Pháp lý sổ hồng cá nhân hoàn công đầy đủ. Một vị trí siêu vị trí và căn góc hai mặt tiền nằm ở trung tâm Sài Gòn. Và những thông tin còn lại thì Tính sẽ mở nhạc cho quý chị xem. Đây là những thước phim mà Tính sẽ mô tả lại cái thông tin vị trí bất động sản chào bán qua một cái thước phim dài cho quý khán giả trên kênh cũng như là khách hàng đang quan tâm căn này có thể dễ hình dung hơn. Hãy gọi ngay cho Tính theo số điện thoại là 0983383509 để Tính có thể kết nối với anh chị và gửi những cái thông tin pháp lý và có thể là đàm phán cái giá tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những tập tiếp theo. Nếu mà quý chị và các nhà đầu tư thấy video này hay cũng như hữu ích thì hãy cho Tiến một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới sẽ được phát sóng trên kênh Tiến Vela trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.